Huynh muốn nói người con gái này là con của người đàn bà đó sao? Tên là Đào Nhụy. Ừ, huynh coi nè, đã chết được 1-2 ngày rồi. Người đàn bà đó nói gian phu của con bà ta là một tăng nhân, mà chúng ta tìm được một cái kim thoa trong tàng kinh lâu, khẳng định chính là cô ta. Rất có thể họ lén lút với nhau, lấy tàng kinh lâu trong tự ẩn tự làm nơi hẹn hò. Sau đó tên tăng nhân đó muốn cùng cô ta bỏ trốn, nhưng lại sợ rước họa vào thân, cho nên có ý giết người. Đầu đuôi câu chuyện là vậy. Nè, huynh nhìn đằng kia đi. Dù có thế nào ta cũng không đi. Phật môn là nơi thanh tịnh, nhưng mà đệ tử Phật môn lại giết người như vậy, đúng là không bằng cầm thú mà. Không phải tức giận, bây giờ người đó tự nhận hậu quả rồi còn gì. Cái gì? Nguyên giác. Nguyên giác? Nhìn hắn không giống đệ tử Phật môn, chính là tên cầm thú. À, hôm đó Nguyên giác đứng ở đây. Đúng. Không cho chúng ta vào tàng kinh lầu. Đúng. Tinh thần thấp thỏm. Đúng. Còn không cho chúng ta quay đầu lại. Không sai. Vậy thì đúng rồi lại đấy. Thật ra sao chúng ta không có gì đáng nhìn hết? Hãy không muốn chúng ta nhìn cái bia đá này thôi. Yêu đậu, huynh nói làm ta nhớ ra, lúc đó hắn tự tin với chúng ta là thánh thượng ban tặng, nhưng khi chúng ta quay đầu lại nhìn thì hắn lại nói không phải cao tăng thì không được vào. A-di-đà Phật. Trong lầu lưu cất tàng bảo chân kinh, Thái Thượng Hoàng từng đến thăm ban ra chiếu sách. Không phải cao tăng của bổn viện thì không được tự ý vào. Bên trong nhất định có nhiều bí mật. Quét dọn sạch sẽ dữ vậy sao? Đúng vậy. Trong tự có hai người chết, cái việc lớn vậy mà có thời gian quét dọn bia đá mới ghê chứ. Đi nào. Nhất định là muốn quét đi dấu tích gì đó. Thế nào? Tôi hỏi huynh cái này. Nói đi. Trường An nhiều nhất là cái gì? Trường An nhiều nhất hả? Là người. Vậy là nhiều hơn người. Nhiều hơn người? Vậy nhất định là những chuyện ly kỳ cổ quái rồi. Không biết có tính hiện giờ không? Chúng ta hãy vào coi thử. Ừ. Yêu đậu, người ở đâu rồi? Yêu đậu, yêu đậu. Nè, yêu đậu, yêu đậu, người ở đâu rồi? Ai vậy? Tôi nè. Sao gọi người nãy giờ không chịu trả lời vậy hả? Trời đất ơi, trong này tối như hủ chìm, tình hình chưa rõ, trả lời thì lộ mất hành tung thì sao đây chứ. Hey, sao người ích kỷ vậy hả? Người có biết là ta vì ngươi mới bị té không? Người không biết gì hết, nhìn tay của ta đi. Để tôi coi thử coi. Bị thương rồi nè.
Rêu xanh. Để ta. Nè, giúp ta một tay đi nha lớn. Rồi. Rêu xanh. Đúng vậy. Rêu xanh. Nhìn coi, ở đây nè. Đúng, nhìn nè. Xem nè, đúng rồi. Thì ra rêu xanh từ tay của Tịnh Tu là ở chỗ này nè. Đúng đó. Vậy mà hôm qua đoán sai là ở sau núi mới ghê chứ. Bây giờ nói điều này làm gì? Không phải là chúng ta, là ngươi làm đó biết chưa. Đi thôi. Ngươi nói Tịnh Tu đã từng tới đây, còn Nguyên Giác thì sao? Đương nhiên là cũng tới rồi. Có điều hắn còn phát hiện ra bí mật chỗ này, cũng chính vì vậy mà trở thành mục tiêu thứ hai phải chết của hung thủ. Nè, nhìn chỗ rêu này, nơi này chắc chắn phải có từ lâu lắm rồi, còn lâu đời hơn cả ngôi tự miếu này luôn. Phật môn tự viện thường là nơi cất giấu mật bảo thánh vật hoặc các di vật của cao tăng. Xem ra nơi này chính là chỗ đó rồi. Chà, chỗ này rộng thật đó. Chỗ này rộng quá ha. Nè, nhìn coi. Ê, chỗ này. Vết máu. Tịnh Tu có lẽ là bị hại ở chỗ này, sau đó bị hung thủ kéo lên trên mặt đất lôi ra ngoài kia. Đúng vậy, nếu như vậy còn đợi gì nữa, vào thôi. Khoan đã, chỗ này coi chừng có cơ quan đó, vào thôi. Được. Qua bên này. Phóng đạo đi. Được. Không có cơ quan gì hết. Không sao rồi, đi thôi. Đi. Trời. Cái nơi này có lẽ là nơi cất giữ. Xem ra sau khi hành tung của hắn bị lộ, hắn đã cho người chuyển hết những chiếc hòm đi rồi. Rốt cuộc chuyển cái gì đi vậy ta? Nè. Trời đất ơi, là một đứa bé trai. Hơn nữa nó còn có tóc, xem nó không phải là tăng lữ rồi. Xét về độ cứng của da, có lẽ đã chết được 2-3 năm. Sao đến đứa bé mà không tha cho nó vậy ta? Cái đó là cái gì? Là cái gì vậy?
Đã vào cửa Phật rồi, cố chấp chi nữa vậy? Người đời đều cố chấp, đâu phải chỉ mình ta. Phổng Hy đại sư. Hai vị quả nhiên sáng suốt, có thể đoán đúng là ta. Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên là con người ông đây không có bị liệt cái chỗ nào hết. Y thuật của Lý Tiên Sinh đã nhìn thấu được lão nạp. Nhãn viên tâm miêu, tâm chủ quyết thành. Đại sư nó là người lâu năm trên giường, quyết mạch của đôi chân không thông, sao có thể có được ảnh nhìn sắc nhọn của đại sư được? Nếu muốn thi hành dương pháp, cho nên nếu tôi đoán không sai, thì đại sư trùng tu lệ tự ân tự không phải vì mở rộng Phật pháp, mà là vì có một mục đích khác. Không sai, chính là vì 20 năm trước Thái tử Điện Hạ đã căn dặn lão nạp trùng tu lại tự ân tự này. Lại là Lý Kiến Thành. Vậy thì vật trong mật thất này cất giữ chính là những vật của ẩn Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân, tên loạn thần tặc tử, đã có ý giết huynh môn nghịch từ lâu. Thái tử anh minh sao lại không biết được, đề phòng bất trắc, đã mang quân phí cất giấu ở đây, lệnh cho lão nạp phải canh giữ nơi này. Lão nạp bèn giả vờ bị liệt trong coi trong tự, lại mang chân kinh cất ở tàng kinh lâu, rồi xin sắc mệnh của Thái Thượng Hoàng đóng cửa nơi này. Từ đó không có ai bước vào nơi này một bước. Đủ rồi, giết bao nhiêu người như vậy mà còn nguy biến? Nói cho ta biết, cái chết của Tịnh Tu và Nguyên Giác có phải liên quan tới ông không? Hai người đáng chết. Thuần Thiết Thủ, Thuần Thiết Thủ, Yêu Đạo, ông ta chính là người mặc đồ đen đó. Tịnh Tu trà trộn vào trong tự, lão nạp vừa nhìn là nhận ra ngay. Trước đây hắn bán chủ cầu Vinh là người đang chết. Còn tên Nguyên Giác, cái tên dâm đảng, lại còn muốn chia trách di bảo của Thái tử, chết là còn may. Vậy còn Vũ Phùng thì sao? Vì sao bà ấy lại bị lôi kéo vào việc này chứ hả? Vũ Phùng, Vũ Phùng nào? Người hầu trong phủ của pháp dân của chúa. Tưởng cô yểm pháp chắc là do đại sư đã giao cho bà ta để hãm hại quận chúa, có phải không vậy? Lão nạp nhớ ra rồi, bà ấy đến chùa, trong lòng chất chứa tâm sự, xin thỉnh giáo lão nạp. Nói bà ấy hằng đêm để mơ thấy con trai bị ngàn mũi tên xuyên tim. Nói bà ấy phải trả thù cho con trai. Trả thù cho ai? Hey. Sao lão nạp biết được? Có điều bà ấy là người nhà trong phủ pháp dân quận chúa, cho nên lão nạp bèn tương kế tụ kế, bảo bà ấy đặt tượng gỗ yểm pháp vào vật phẩm cống nạp trong phủ. Nhưng mà đại sư có mối thù gì với pháp dân quận chúa vậy? Vì sao hãm hại cổ? Cái con tiện nhân đó càng đáng chết. Cô ta không quan tâm đến tình huynh muội, sau khi nghe thấy thảm án Huyền Vũ môn, đã đuổi thiếu chủ Thừa Nghĩa Điện Hạ, lúc đó là ở trong phủ của cô ta, ra khỏi phủ, khiến cho Điện Hạ bị thủ hạ của Lý Thế Dân giết chết. Câm miệng, toàn nói láo. Quận chúa không phải là người như vậy đâu. Vậy còn cái vị thiếu niên này cũng chết ở trong tay đại sư phải không? Nói đi. Đúng vậy, phàm là những kẻ đi lạc vào đây đều phải chết. Vị thiếu niên này là người đầu tiên đi vào chỗ này. Lão nào cố ý để xác lại đây là vì muốn cảnh cáo cho những kẻ đến sau. Được rồi, được rồi, chân tướng đã rõ. Chỉ tiếc là không có cách nào báo lại với quận chúa Điện Hạ mà thôi.
các người đều là tay sai của Lý Thế Dân thì sẽ phải nhận lấy kết cục như Tịnh Tu và Nguyên Giác. Lên đường đi. Hey! Yêu đạo, cẩn thận. Không được rồi, đạo pháp Quốc Trì ngoài chiến trường thì không lo, nhưng gặp phải cao thủ giao đấu trong chỗ chật hẹp như thế này, Quốc Trì sẽ bị thiệt thòi thôi. Mình có sao không vậy? Không sao. Đại sứ, ông có nhận ra vật này không? Thủ mệnh đông cung. Đây chính là vật tùy thân của Thừa Nghĩa Điện Hạ. Sao lại ở trong tay các người? Cái vật này Lý Mộ lấy được từ người của đứa bé này đó. Đứa bé này chính là Lý Thừa Nghĩa đó. Không thể nào. Sao nó lại là Lý Thừa Nghĩa được chứ? Không thể nào. Ông không ngờ chứ gì. Ông một lòng muốn báo thù cho Lý Kiến Thành, ai mà ngờ được rằng hậu nhân của Lý Kiến Thành lại bị chết trong tay của ông. Đúng là nực cười mà. Ông trời ơi, chính tay ta đã giết Thừa Nghĩa Điện Hạ. Người Ngươi Ngươi đang lừa ta. Ta phải giết ngươi. Sao rồi? Không sao đâu. Không chết được mà. Cảm ơn người đã quan tâm, ta không sao. Là tôi nói ông ta cơ. Ông ta hả? Người tự mình nhìn đi. Xem ra hết động đậy nữa rồi. Mặc kệ ông ta, tìm lối ra thôi. Đi thôi. Nè. Quynh nhìn chỗ này đi. Sao hả? Quynh xem chỗ này rất giống một lối ra ngoài nè. Chúng ta đi vào thử coi thực ra nó là cái gì. Đi. Được, đi. Hả? Thì ra tiền phòng của Phổng Hy thông với địa cung. Đúng là quyền diệu thật chứ. Bây giờ huynh có dự định gì? Còn dự định gì nữa? Bẩm báo Phục đại nhân, nói ông ấy kiểm tra về niêm phong Tự Ân Tự. Số của cải đó hiện nay không biết ở đâu, không thể để lọt vào tay kẻ xấu được. Để ta đi bắt Phổng Hy lại. Nè, nhìn gì vậy? Không có gì, tôi nhìn xem có ai không thôi. Nội tình của vụ án này chưa chắc chỉ có Phổng Hy thôi đâu. Nghĩa là sao? Quốc Trì sẽ giải thích với Phục đại nhân như thế nào về chuyện quận chúa quỷ thác. Huynh giải thích thế nào về chuyện Phổng Hy với Vú Phụng lợi dụng tượng cổ yểm pháp hãm hại quận chúa, còn cả
chuyện tin đồn về Lý Thường Nghĩa nữa kìa. Ý của huynh là tất cả những việc này liên quan tới quận chúa? Huynh nghĩ mấy chuyện xảy ra đều là ngẫu nhiên hết hay sao chứ? Nó đúng như những gì Quốc Trì nói thì quận chúa đã kiên quyết đòi tới rồi. Ồ, vậy sao? Ồ, phải rồi. Nói tới lúc nãy thật sự quá nguy hiểm rồi. Nếu như không phải nhận ra cái xác đó chính là Lý Thường Nghĩa, mang cái ngọc bội này trấn áp lão hòa thượng thì suýt chút nữa. Rất đơn giản thôi, là tôi lừa hết rồi mà. Hả? Ngươi sao lại bị bợm chứ? Ta đã nói với ngươi sớm muộn cũng xảy ra chuyện, ngươi biết chưa? Có điều chính gì như vậy? Nà, sao vậy? Trời ơi, tôi quên mất Quyền Trang đại sư đang chờ tin kìa. Ê, nhanh lên. Ê, thiệt là... ngươi nhìn kìa. Đại sư, cái này A Di Đà Phật, tàng kinh lâu bị cháy rồi.